Rồi, con được Chúa ở với con như thế nào chia sẻ cho mọi người? Dạ thưa cha, con là Maria Phan Thị Nhung ạ. Con đến từ tỉnh, con là Tân Tàu ạ. Dạ, con được nhiều ơn của Chúa lắm cha. Ơn lớn nhất của đời con là con việc làm con của Chúa. Dạ, ơn thứ hai của con là con bị bệnh đau đầu, đau khủng khiếp lắm cha. Đau từ lúc con mới 14 tuổi đó là bị bệnh đau đầu rồi. Đến 14 tuổi, hôm nay con bao nhiêu? Con 34 tuổi. Về 20 năm đau đầu, từ năm 14 tuổi bây giờ là 34. Dạ, con đến đây lần đầu tiên con xin xin lòng thương xót Chúa chữa lành cho con. Đây là con xin cha và đặt tay chữa lành cho con. Thì hơn tháng này con không còn đau gì nữa cha. Con cũng không phải uống thuốc gì nữa hết cha. Dạ, con cảm ơn Chúa và cảm ơn các cộng đoàn đã cầu nguyện cho con. Dạ, con một ơn nữa là ơn hôm con đi lễ mùng 1 tháng 5 hôm Chư Hoa cha. Con hôm đó con về là con ở lại một mình ở trên phòng trọ con á, thì mọi người đi chơi hết, không có ai hết, con ngủ có một mình thôi. Đêm đó khoảng hơn 3 giờ sáng ấy, con đau lắm, con đau con bị bệnh sỏi mật, sỏi túi mật ấy. Mỗi lần về là con phải đi cấp cứu, mỗi lần về là con ngân đi cấp cứu. Hôm đó không có ai hết trơn, con không biết cầu cầu cứu ai hết trơn á. Điện thoại con không thấy đường để gọi người ta nữa. Con bò con chỉ ôm được có bao hôm con đi chung hoa đâu. Về còn cuốn sách tấm lòng nhân hậu của cha là cha đã gửi cho con. Con ôm vào người con chỉ đọc được mấy kinh lòng thương xót Chúa. Về con gọi Chúa ơi, xin Chúa hãy đừng thử thách con. Con giờ còn có một mình đấy thôi, xin Chúa hãy chữa lành cho con. Con không biết cứu hướng và ai, xin Chúa hãy chữa lành cho con. Con đau con không chịu được rồi, Chúa làm gì con chỉ làm con giờ đau quá rồi. Con nói vậy rồi con có ôm con say, con không thấy gì nữa hết trơn. Con ôm vào con người vậy đấy. Rồi đến khi mà hồi sau con từ con thấy đỡ dần và con đau rồi con không còn đau nữa. Con cảm ơn Chúa, con đã cảm ơn Chúa rất nhiều. Thưa anh, con cho mấy đi làm cho bài giảng nhé, có chưa? Dạ con có rồi cha. Con thích gì cuốn sách? Rồi thích cuốn sách, rồi đây những lá thư không đợi để lòng thương xót tập 1 và tập 2 tặng cho con nhé. Cô xin ra cái phòng ban để cầu nguyện cho chồng của con. Thì anh thấy anh cũng đi lễ thì nhưng mà anh ơi ngồi lành. Từ khi con cưới đến giờ con chưa thấy anh đi xung tổ lần nào, xung lễ lần nào hết trơn. Nên con xin cầu xin nhờ cho cái phòng ban để cầu cho anh được được đón Chúa được sống sáng hơn vào tâm hồn mình. Vậy con đã được máy cho anh nghe chưa? Dạ anh ấy đang ở ngoài bạc, còn con đang ở trong này. Rồi để con gửi cho anh cái máy nha. Gửi cho anh một cái máy 517. Con nói anh ơi, nói. Dạ anh ơi, hãy tín tháp vào Chúa, có Chúa là có tất cả. Dạ em thân anh. Dạ con cảm ơn cha. Con cảm ơn anh, cảm ơn cha. Cái cổng máy em tặng anh người cảm ơn cha. Chúng ta có một người chồng, được một người vợ, bây giờ một người bà là bà chưa? Vâng, bà nội bà ngoại. Có rồi. Ngoại có.